là Nguyễn Đức Luận, 82 tuổi, số nhà 56, ở Phạm Sư Mạnh, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa. Năm 73 tuổi thì 7 giờ tối tôi đang chơi với một anh bạn. Thế thì tự nhiên tôi cảm thấy rất khó thở và phải đưa đi bệnh viện. Bệnh viện người ta điều trị và đồng thời cho tôi làm cái ste để mà đo cái mạch vành. Thế thì mạch vành của tôi đấy là bị hai đoạn hẹp, hẹp tới 80% một đoạn hẹp 75% và một đoạn gần tắc là 90%. Thế thì lúc bây giờ thì bệnh viện người ta bảo là thôi thì ông đặt xích te. Và tôi thì không bao giờ tôi đặt. Nhưng mà đến năm 2016 thì tôi có một cái hiện tượng là hễ mà ăn vào, sau khi ăn vào thì tôi đi khoảng 50 mét thì nó ách lên. Nó ách lên không thở được. Và ở đường bên phía dưới thì lại muốn đi đồng. Thế thì tôi phải về tôi đi đồng. Xong rồi thì là tôi nằm để thở thôi. Chứ không làm gì được. Thế thì tôi đi khám ở bệnh viện. Thì khám ở bệnh viện tư nhân của một cái ông bác sĩ phó giám đốc bệnh viện tỉnh. Ông là người giỏi nhất của cái tim mạch Thanh Hóa. Thì ông kết luận là suy tim độ 3 và áp huyết là độ 3. Thế thì tôi cũng về, tôi cũng không biết làm sao cả. Thì người nó mỏi mệt, ăn uống không tiêu, nó không muốn thiết làm gì cả. Thì tôi đã chuẩn bị tất cả các thứ để về với tiên tổ. Thế rồi một hôm tôi mới nằm, tôi thế là có một cái giới thiệu quảng cáo của một cái cô ở trên TV là Ít Tâm Khang, vừa điều trị suy tim mà vừa là để đảm bảo cái trái tim cho nó khỏe và cải thiện mạch vành. Thế thì tôi mới mua một hộp về tôi uống thử. Ở trong đơn thì Ít Tâm Khang nó không phải là thuốc mà nó là thực phẩm chức năng cải thiện cái tim mạch. Thế thì tôi cũng vừa là hồ nghi, thế là tôi mới tiếp tục tôi cứ uống thử xem nó thế nào. Thì uống đầu tiên là uống một hộp thì tôi cảm thấy nó khỏe lên. Thì uống vào khoảng chừng 3 hộp thì tôi có thể là kiểm nghiệm để đi thử xem thế nào. Thì đi được 20 phút. Và một ngày tôi đi được, buổi sáng thì đi được 20 phút. Đi bộ đấy. Và buổi tối thì đi được 1 tiếng. Rất bình thường. Không có trước đấy. Chứ còn trước đây đó, khi mà đi đó, là chỉ đi vào khoảng chừng 100 mét là nó ách lên. Không thể. Sau khi uống cái Ít Tâm Khang thì tôi cảm thấy nó không có vấn đề. Trước đây là tim thôi, nó đo là nó thế này này. Tách, 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 tách. Tức là nhịp tim thế này. Nhưng mà khi mà uống Ít Tâm Khang chỉ vào khoảng 3 tháng thì tôi cảm thấy là tim khi mà tôi đo thì nó đập tích, 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 tích. Tức là nó không đồn, đập dồn nữa và nó cũng không ấy nữa. Sau khi tôi uống Ít Tâm Khang thì tôi cảm thấy là sức khỏe nó có cải thiện. Và tôi đã đi khám lại lần thứ hai, không thấy nói gì đến cái việc là suy tim nữa. Mà chính bản thân tôi cũng biết là suy tim thì đã giảm, đã có thể khỏi hay không thì tôi không biết. Về chuyên môn thì mình không biết được. Nhưng mà cơ thể mình thì như vậy là tôi thấy giảm rất nhiều. Tôi muốn chia sẻ tất cả mọi người và tôi cũng muốn rằng là những người bệnh như tôi thì nên dùng Ít Tâm Khang. Nó là thực phẩm chức năng nhưng mà rất là tốt. Hỗ trợ cho tim mạch rất là tốt.